Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì bây giờ buổi sáng ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm áo polo nhé. Vẫn là sale 60.000 cho một sản phẩm. Free ship cho anh em lấy từ 3 sản phẩm trở lên nhé. Anh em nhận hàng thì vẫn có thể là mở hàng ra kiểm tra hoặc thử thoải mái nhé. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship thì hoàn về anh em nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh em 50 mã nhá, 50 mã áo phong cổ bẻ sale. Thì chắc là em lên cho anh em được khoảng 1-2 video thôi. Là nhà em sẽ hết cái sản phẩm phong cổ bẻ anh em nhé. Rồi ok, mã đầu tiên nhá, em lên cho anh em một con áo gốp nhá. Con này gốp này, dây sơn này. US gốp này. Đây. Con áo gốp nhá, con này nguyên cả tag này. Con này là mã S501 nhá. S501 này. Vai 39, bụng 40, dài áo là 69 nhé. Đây, con này nó có một cái tag bé ở dưới thôi anh em nhé. Thế còn tag áo của nó thì nó lại đây, nó bên này 50% cotton nhé, lại 50% là polyester. Con này hàng nội địa Nhật nhé. Đây, tag này anh em nhé. Con này nguyên tag rồi, áo mới tinh. Con này cho anh em là tầm khoảng dưới 55 cân mặc cho em là vừa. Mã tiếp theo này, Momaco cotton này, con này size số 2. Con áo logo theo đây, một theo con này nó hơi bẩn này, này con này nó hơi bị bẩn này, con này em để tặng nhá. Đây này em thấy nó còn lấm tấm bẩn này, không biết là có giặt được không ấy. Đây, em con này em để tặng nhá. Này con này chất liệu là cotton 100%. Mã S502 này, vai 51, bụng 58, dài áo là 78 nhá. S502 tặng anh em nhé. Tiếp theo này, của em polo Ralph Lauren này, size XL này. Ui rồi. Ralph Lauren này anh em ạ, con này cotton siêu mịn nhá. Con này cotton siêu mịn này. Đây, 60.000 một con Ralph Lauren này, quá đẳng cấp luôn, con này mới. Con này nó mới nó cũng phải 90 nhá anh em nhá. Mã S503 này, vai 50, bụng 57, dài áo là 67 anh em nhá. Dài áo là 67. Con này có xẻ tà này, Con này là hàng Hàn Quốc rồi. Cotton 100%, con này hàng Hàn nhé. Hàng Hàn. Đây, nội địa Hàn luôn này. Đây, tag này anh em nhé. Tiếp theo này. Lại một em polo Ralph Lauren nữa này. Ralph Lauren này. Úi dồi, này quá đẹp luôn. Logo theo nhá. Theo này. Theo quá đẹp, cổ nó cổ bò nhá. Con này thì độ mới nó rơi vào tầm khoảng độ 88% thôi anh em nhé. Nó một con Ralph Lauren mà cổ bò này, mặc kiểu bụi bụi nó trông rất là hay nhé. Mã S504 nhé, vai 47, bụng 50, dài áo là 73 nhé. Dài áo là 73. Đây, xẻ tà này. Tắc này anh em nhé. Độ mới không cao lắm nhưng mà thực sự là con này mới Sri Lanka cotton 100%. Cái kiểu bò này anh em mặc kiểu bụi bụi này, đẹp luôn. Tiếp theo này, lại một em Ralph Lauren tiếp này. Con này mới Sri Lanka này. Áo kẻ này anh em nhé, áo kẻ Sri Lanka này, theo nhá, con này theo này, con này độ mới nó khoảng độ 88-89%, rất là ok nhá, có cổ nó hơi gọi là phớt tí thôi. Mã S505 này, vai 40, bụng 44, dài áo là 67 nhá, dài áo là 67 này, đây, xẻ tà này, tác này, tác làm xịn luôn, mấy Sri Lanka nhá, cotton 100%. Mà tiếp theo này, một em con này là Pony à, size 3L, áo họa tiết cây dừa nhá. Đây, anh em mặc con này đi du lịch, đi biển, đi chơi được này. Đây, con này thì độ mới 90 nhá, 90%. Mà S506 này, vai 50, bụng 61, dài áo là 70 nhá, dài áo là 70. Đây, tag này, tag con này nó hơi mờ một tí thôi. À đây, không phải mờ mà là đây nó mới là tác, không mờ anh em nhé. Tác con này nét căng, chỗ này là để nó dập cúc ấy, cúc dự phòng. Cotton 100% nhé, hàng nội địa Nhật anh em nhé. Tiếp theo này, lên cho anh em một con này là Tommy Hilfiger này. Tommy Hilfiger đây, màu xanh xanh đậm, đẹp luôn này. Con này thì nó cổ nó hơi bạc tí đằng sau thôi anh em nhé, cổ nó hơi bạc đằng sau này. Ông em Tommy giá 60.000 thì em nghĩ là nó cũng là hợp lý đó. Đây, logo theo này, Tommy Hilfiger này. Đây, quá đẳng cấp luôn. Made Indo nhá,
cốt tông 100%, size của nó size MO đấy. MO anh em nhé. Mã S507 này, vai 54 bụng 57, giá là 776 nhá. Giá là 76 này, có xẻ tà này. Tag đây, cốt tông 100%, đây, tag anh em nhé. Dự phòng còn nguyên. Tiếp theo này, con Oakley nhá. Oakley này. Oakley, hiệu này là VIP 8 đấy anh em nhé. Oakley con này là tương đương với Nidad. Size của nó size M. Áo cổ trụ này, Oakley size M nhá. Đây, nó có họa tiết thêu đây này. Này, thêu này. Oakley này. Mã S508 này, bụng 52 dài 67 nhá. Bụng 52 dài 67. Con này không có xẻ tà rồi. Cốt tông 100%. Con này mê China nhé, hàng China xuất Nhật đấy anh em nhé. Oakley chất cốt tông, phải cốt tông mịn đấy. Tiếp theo này, lên cho anh em con Fila nhé, Fila size M. Fila size M này đấy. Con này độ mới nó khoảng độ 88% nhé. Con này độ mới không cao lắm đâu, size M. Mã S509 này, vai 46 bụng 52, giá là 65 nhé. Đồ thêu Fila này đấy. Bên này nó có thêu nhé. Bên này nó thêu này. Con này chất liệu cốt tông rồi. Đây, tag này. Thì là con này polyester, 50% polyester, còn lại là cốt tông. Tag của nó hơi mở tí anh em nhé. Tiếp theo này. Con Nygop này. Con Nygop, Nygop, Nygop. Nygop nhá. Nhưng mà con này nó bị mất mất cốp anh em nhé. Nó mất một cái cốp ở trên này này. Đấy. Nó Nygop đây. Này gốc size L anh em nhé, size L mini Thái Lan. Và mất một cúp à. Đây, logo thêu của nó bên tay tay áo nhé. Áo thì có xẻ tà này, vẫn còn cúp dự phòng đấy nhá. Anh em về anh em tự thay cúp giúp em. Polyester 100%. Đây. Đấy, có lẽ là mất cúp nhá, còn độ mới cực cao nhá. Này, một cái nó bị mất cúp rồi. À, nó có cúp dự phòng mà. S510 nhá. Vai 51 bụng 56. Giá áo là 74 nhá. Giá áo là 74. Mã tiếp theo này, lên một con YSL, cốt tông 100%. YSL, lẫn đây nhỉ. YSL anh em nhá, YSL luôn này. Áo này, áo mới của nó 10-20 triệu ấy. YSL hiệu rất xịn anh em nhá. Đây này. Con này có lỗi gì không nhỉ? Chả lỗi đâu anh em nhá. Độ mới nó không được cao lắm á. Con này độ mới khoảng 89%. Mã S511 này, vai 44 bụng 49, giá là 69 nhé. Giá là 69 này. Này không có tag à? Con này tag nó trên này rồi, kiểu hàng cổ ấy, tag nó trên này hết rồi anh em nhé. Quá đèo à. Này, con này quá đèo này. 60.000 này, quá đẳng cấp luôn. Mã S511 nhé, vai 44 bụng 49, giá là 69. Mã tiếp theo này, con này Ken Mè này, size S này, size S này, thêu nhá, hình thêu đấy, thêu ở trước ngực anh em nhá, thêu này, con này áo nguyên tác rồi. Mã S512 nhá, bụng 48 dài 67 nhá, hàng nội địa Nhật, con này chất polyester 100%. Tiếp theo này, Decenter này, Decenter size S, logo của nó in nhá, con này mới trên 90%, chất mới. Mã S513 này, vai 41 bụng 52, giá áo là 60 nhé, giá áo là 60. Con này là polyester 100%, vải nội địa Nhật này. Tiếp theo này, lên một con Gagbani Armani, logo in nhé, con này mới tinh, in nhé, này, con này mới tinh. Mã S514 này, vai 44 bụng 50, giá áo là 69 anh em nhé. Đây là 69 này. Đây, con này là hàng Trung Quốc nhá. China 100 cốt tông 100%, hàng made China. Tiếp theo này, con polo màu hồng size L này, con này là cốt tông. 65% polyester, còn lại là cốt tông nhá. Prista áo hồng độ mới 90. Đây, áo hồng anh em nhá. Con này thì là nữ mặc được nhá. Anh em nào mà mua về cho chị em được này. S515 này, vai 46 bụng 51. Giá áo là 71 nhá. Nhiều khi chị em thích mặc cái kiểu rộng rộng ấy, rộng thùng thình ấy. Tiếp theo này, Heartland này, này áo gốp này. Heartland này. Cái này thì
Con này đồ mới nó khoảng 88% thôi anh em nhé, 88% thôi. Áo gốp ở mã S516 này, ở vai 55 bụng 60, giá áo là 80 nhá. Có xẻ tà này, chỗ này nó còn hơi rách một tí này. Hôm nay em để tặng này. Con này là cốt tông 100% nhá, con này cốt tông mịn này. Ở mã S516 tặng nhá, vai 55 bụng 60, giá áo là 80. Tiếp theo này, này áo của Volant này, hiệu này rất xịn này, size L này. Con này chất cốt tông siêu mịn nhá, chỉ có hai cúc đến đây thôi. Đấy, chỉ có hai cúc đến đây thôi anh em nhé. Có túi áo này. Đấy, chất rất mềm và mịn. S517 này, vai 48 bụng 53, giá áo là 64 nhá. Giá áo là 64 này. Con này thì nó không có xẻ tà. Tác đây, chất liệu là cốt tông nhá. Cốt tông 100% đây, tác đây. Cốt tông này mịn lắm anh em nhé. Cái hiệu này em thấy đấu giá bên Nhật nó hay cho đấu lắm. Toàn đấu vét của nó thôi. Một con áo vintage nhá, cốt tông siêu mịn này. Con này áo gốp này anh em nhá. Ở mã S518 này, vai 47 bụng 53, giá áo là 68 nhá. Con này cổ nó hơi gọi là hơi bạc. Cốt tông nó mịn á. Đây, tác này, ngoài áo gốp xịn. Cúc của nó anh em nhìn này. Trông quá đẹp luôn. À, 60.000 anh em mua mặc chơi chơi được. À, đây, tác trên cổ hết rồi anh em nhé. Cốt tông siêu mịn. À, tiếp theo này. À, con này là The Soft GK này. Con áo họa tiết quả chám rất là đẹp. Con này mới 95%. S519 này. Vai 37 bụng 44. Giá áo là 65. Con này thì anh em tầm khoảng độ... nào, dưới 55 cân mặc cho em. Con này nội địa Nhật nhé. 65% polyester. Con này là cốt tông này. Tiếp theo này, Fresh Fairy này. Con này độ mới khoảng 89%. 89%. Đây, Fresh Fairy áo nó đắt lắm đấy anh em nhé. Còn 2-3 triệu rồi. Tương đương với cả Ralph Lauren đấy. S520 này, vai 40 bụng 47, dài áo là 60 nhé. Anh em là dưới 1m62 cho em. Dài áo 60 này. Này cốt tông 100% này. Tác này. Tiếp theo là con này áo thể thao của Bertha này. Áo polyester nhé, áo tập này. Áo đi xe đạp này, đi chạy này. S521 nhé, bụng 53 dài 66. Chất polyester đấy. Ngoài chất rất mềm đấy. Đây, xẻ tà này. Tác này, polyester 100%. Mã tiếp theo này, con này của Umbro này. Umbro logo theo nhé, theo này. Độ mới con này khoảng 90 nhé. Mã S522, vai 44 bụng 50, giá áo là 70 nhé. Con này cốt tông 100%. Cốt tông, 75% cốt tông thôi. Con này polyester, hàng nội địa Nhật nhé. Thấy kiểu cốt tông sợi nó giống kiểu giống kiểu ấy, kiểu cốt tông cá sấu ấy, từ cốt tông 100%. Nike size M, logo theo, độ mới 90, áo màu nâu dễ mặc này anh em. Và chất cốt tông. S523 này, vai 41 bụng 50, dài áo là 64 nhá, có xẻ tà này. Con này tác Nhật, nội địa Nhật, cốt tông 100%. Tiếp theo này, Aniquilo này, phối màu quá đẹp luôn nhá, phối màu quá đẹp luôn này. Độ mới con này nó phải 95%, mới tinh. S524 này, vai 43 bụng 50, dài áo là 73 nhá, dài áo là 73, có xẻ tà này. 72% cốt tông, gọi là polyester, tác mới tinh nhá. Tiếp theo này, Tommy hai finger này anh em nhá. Tommy này, 60.000. Size M nhá, mới tinh. S525 này, vai 41 bụng 45, giá là 75 nhá. Những con áo nó dài như này anh em mặc kiểu công sở cho em nhá, mặc servin giúp em ấy, vì làm nó dài tận 75 cơ. Đây, có xẻ tà này anh em nhá. Xẻ tà này, Tommy này. Mini Việt Nam nhé. Tác này nét căng mới tinh này. Đấy, tại vì là Tommy thì nó cũng kiểu áo công sở ấy. Em thấy mấy ông sếp vợ em cũng toàn mặc Tommy ấy. Đương nhiên là mặc sẽ phải servin này, đồ theo này. Này, bát in bát này, con này chắc là mới tinh. Ở mã S526 nhá, vai 38 bụng 542, vài áo là 58 nhé. Vài áo nữ hoặc áo trẻ con. Vài có 58. 65% polyester, có lẽ cốt tông, tác mới tinh nhé.
Tiếp theo này, Hollister này. Hollister đây, cái dòng này nó cũng kiểu áo cũng sở anh em nhé. Con này made in Việt Nam, cốt tông 100%, đồ thêu rất to nhé, đồ mới trên 90 luôn. Ở mã S527 nhé, vai 40 bụng 45, giá là 78 nhé. Đây nó có xẻ tà đây anh em nhé, có xẻ tà này, tác này, mới tinh nhá, con này mới. Tiếp theo này, con này áo đầu lâu này, Buck and Lon này, áo đầu lâu nha anh em nhé. Đây, thêu này, thêu đầu lâu nhá. Đây, áo màu xanh ngọc rất nổi luôn này, đằng sau có in này, Buck and Lon này. Ở mã S528 nhé, vai 41 bụng 46, giá là 60 này, nó làm mấy cục đẹp lắm này anh em, cục rất đẹp luôn này. Đây, có xẻ tà này, 50% polyester, còn lại là cốt tông, tác này anh em nhé. Tiếp theo này, con này là của Fico, size L, áo màu cam nhé, cho anh em nào da trắng mặc con này đẹp lắm này. Ở mã S529 này, vai 47 bụng 56, giá là 67 nhé. Đây có một cái tác này, 48% cốt tông, còn lại là rayon này, xong pha thêm polyester, mini Bangladesh nhá, mới tinh, tác mới tinh luôn. Tiếp theo là một con áo hồng này, ray coupe này, con này chất siêu mỏng, siêu mịn nhá. Chất này rất hay nhá, mỏng tang luôn. Mới tinh nhá, con này mới 95% đấy. Ở S530 này, ở vai 41 bụng 48, dài áo là 70. Dài áo là 70 này, con này là polyester 100%, tác anh em nhé. Đây, có đây hàng nội địa Hàn. Tiếp theo này, Great Coupe này, con này là cốt tông, chất cốt tông pha, độ mới con này khoảng 88% thôi anh em nhé, Great Coupe này. Họ thích của nó là mấy con cá voi, là cá heo. Mã S531 này, vai 38 bụng 49, giá áo là 63 nhé. Con này không có xẻ tà đâu, không xẻ tà này, 65% polyester, gọi là cốt tông, nội địa Nhật nhé. Tiếp theo này, con này là của Len En này, size XL nhá, XL này, bên Malaysia, cốt tông 100%, đồ mới còn khoảng 90 nhá. Ở mã S532 này, vai 42 bụng 49, dài áo là 73 anh em nhé, dài áo 73 này, con này có xẻ tà này anh em nhé, có xẻ tà này. Này, này, con này tác ở trên này, tác trên này hết rồi, bên Malaysia cốt tông 100%, tác ở trên này hết rồi anh em. Mã tiếp theo này, Crawford này, con này áo cũng trắng tinh nhá, Crawford này. Ở mã S533 này, vai 49 bụng 55, dài áo là 70 nhá. Dài áo là 70 này, con này 60% cốt tông, con này polyester, hàng China xuất Nhật nhá. Tiếp theo này em lên con này Chap này, Ralph Lauren này. Đây, Chap này. Đồ mới 90 nhá. Đây có chữ ký thêu nhá, ký thêu của Chap này. Ở mã S534 này, vai 46 bụng 51, dài áo là 68 nhé, có xẻ tà đây anh em nhé, có xẻ tà này, Medina, cốt tông 100%, con này hàng xuất Nhật đấy. Ở mã tiếp theo này, em lên cho anh em con này là Prista này, 65% cốt tông, con này mới trên 90 nhá, áo màu cam cho anh em ra sáng mặc này. Ở mã S535 này, vai 50 bụng 61, dài áo là 77 nhé. Mã tiếp theo này, con này là của Chu Chet à. Đây, con này hàng nội địa Nhật nhá. Độ mới con này khoảng trên 90 này, nó có họa tiết thêu đây nhá, áo màu xanh tím than. Rất mới đấy, con này mới lắm, chất siêu mỏng. S536 nhá, vai 41 bụng 48, dài áo là 68. Con này chất mỏng lắm anh em ạ. Đây này, chất vải nó mới, nó mỏng. 50% cốt tông này, còn lại polyester. Tác này anh em nhá. Tiếp theo này, Aniquilo size M, hàng made in Việt Nam, cốt tông siêu mịn, dòng cốt tông mịn của Aniquilo đấy. Mã S537 này, vai 43 bụng 48, giá áo là 67 anh em nhé. Này, có xẻ tà này, cốt tông 100%, con này cốt tông mịn nhé, dòng cao cấp Ani. Tiếp theo này, Adidas này, size S nhé, Adidas size S này anh em. Đồ mới con này vẫn còn khoảng 89% nhé, áo thể thao rất ngon đấy, còn rất ngon đấy. Mã S538 này, bụng 45 dài 65, Adidas, bán 60.000 luôn. Con này made in China nhé, con này hàng xuất Nhật đấy, polyester 100%, tác đây anh em nhé.
Mã tiếp theo này, con này là của Perfect Seal, con này là mới 90-95, chất polyester nhá, con này mới tinh này, con áo nó còn có các họa tiết chìm này, vuông này, rất đẹp luôn nhá. Con này size nhỏ anh em là tầm khoảng 55 cân đổ lại thôi, S539 nhá, vai 44, bụng 44, này áo là 63 nhá, 55 cân đổ lại cho em thôi. Xe tà này, Medicina hàng xuất Nhật này, polyester 100%, mới á. Mã cuối cùng nhá, em xin lỗi, hôm nay có 40 mã thôi. Con này là Falconable, một con áo kẻ ngang nhá, kẻ ngang độ 90 này, có túi này. Đấy, con này chất rất mịn đấy. Mã S540 này, vai 49, bụng 52, dẻo là 70 nhá. Đây, có xẻ tà này, cốt tông 100% nhá, con này cốt tông mịn này. Ok, vậy là em Dương đã lên hết 40 mã áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú các mình đã chú quan tâm theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.